người ta lại với kênh cá cảnh của mình. Thì hôm nay là cũng gần tới Noel rồi các bạn, 20 tây rồi, 20 tây tháng 12 rồi. Thì mình quyết định là mình lên kế hoạch để mà mình trang trí cái dàn hồ cá của mình để mà mình chơi Noel. Thêm một cái nữa là cũng một công đôi ba chuyện luôn các bạn. Đó, nó giúp ích cho cái việc là lọc nước của cái hồ cá, giúp cho cái nước hồ cá trong đó. Thì mình quyết định là mình trồng trầu bà với là sử dụng sỉ than tổ ong đó. Đó, trầu bà thì mình có sẵn rồi, mình nhen ra. Đó, than sỉ than tổ ong thì hồi sáng này mình đi ăn hủ tiếu đó, mình xin của cái cô bán hủ tiếu và ba cục về để mà mình sử dụng. Bây giờ thì mình chuẩn bị mình để mình dẫn các bạn đi xem. Đây, thì các bạn thấy cái hồ cá này của mình là thấy không, nước trong vắt luôn nè, lên màu đẹp thấy ghê hồn chưa, đã chưa đó, vườn gòn nước trong vắt luôn đó. Nhờ trầu bà nó lọc nước rất là tốt nha bạn, nhờ trầu bà, dây trầu bà nó lọc nước rất là tốt. Mình cũng đã nhang ra một mớ nè, mình găm trong cái hồ này nè các bạn thấy không, mình găm mình dâm ở đây sẵn rồi. Bây giờ thì mình còn chỉ cần chuẩn bị cái sỉ than tổ ong nữa, chỉ cần chuẩn bị sỉ than tổ ong rồi mình sẽ trang trí 12 cái khay này. Chủ yếu là mình sẽ lên nước đục nè các bạn, nước hơi đục nè thấy không. Mình lên đây vừa để làm cho nó đẹp nè, vừa để cho nó lọc nước cho cái hồ cá của mình sạch hơn ha. Cho ăn thì nước nó sẽ đục, nước nó đục do phân cá luôn nữa. Mà ở trong đây thì ốc coi như là mình đã dọn hết trơn rồi, ốc đồ mình do mình vô thuốc vô muối rồi các kiểu cho cá đó, thì nó đi hết rồi, nó về với ông bà hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ quyết định là mình trồng trầu bà vô, mình trồng y chang, mình trồng y chang cái chậu đó vậy đó. Là đây, sỉ than thì mình đã xin rồi nè, được một túi nè các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị ngâm, mình xin rồi, free mà, xài được cái gì xài ha các bạn. Đó, thì cái hiệu quả rất là tốt. Để mình dở cái này lên cho các bạn xem nè, nó ra rễ rồi nè, đã chưa, thấy phê không, rất là đẹp. Thêm bỏ thêm mấy con ốc nữa là trùm bá cháy luôn. Nó lại đây là mình đã cắt bớt, mình đã cắt bớt mà nó vẫn còn rất là tốt, rất là ok. Thì bây giờ thì mình quyết định là mình lên thêm rồi, mời các bạn đi cùng với mình là xử lý sỉ than nha, ngâm thôi chứ không làm gì đâu bạn, ngâm thôi đó. Mình cũng đã chuẩn bị những cái hồ để mà mình nuôi cá ngoài này nè, mình cũng chuẩn bị hồ để mà mình cá, chắc mình lần này chắc mình sẽ nuôi cá ngoài trời luôn, rồi sẵn mình ngâm hồ nữa bạn. Lấy cái nước này mình ngâm sỉ than luôn, một công hằng hà chuyện nha. Đó, xèo 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 luôn kìa. Ngâm xong rồi mình xả ra, xả ra vài ba ngày vậy đó, mình xả ra mình lấy cái hồ mình thả cá rồi mình lấy sỉ than mình ấy, cũng xử lý 2-3 ngày mới được nha các bạn. Phải ngâm 2-3 ngày lận. Không dễ dàng chút nào ha, muốn chơi thì phải cực thôi các bạn ơi. Sỉ này các bạn nó cũng hơi lâu quá, khô nước rồi bạn bỏ vô nó xì quá trời. Sẵn ngâm vậy cái mình cũng chủ yếu ngâm cái này là để loại bỏ những cái lớp ấy ngoài nè. Mà cái hồ này thì mình đang ngâm methylene để mà mình diệt khuẩn, sát khuẩn cái hồ mình thả cá mới ha. Mình cũng mới vừa sưu tầm được vài con cá giá có thể nói là rẻ, để mình về mình thả vô đây. Đó, không mấy chút nào, cục này nó bự quá. Đó, 12 hồ chị chạy đi, mình xài tầm khoảng 12 miếng. Đây cục nó đi, cho thêm cục nữa. Rồi, xử lý sỉ than không rồi đó, coi như là mình ngâm đó vài ngày nữa, 1-2 ngày nữa rồi mình sẽ ấy nó. Thì mình vị trí mình để kế hoạch á thì mình sẽ để vô ngay chỗ một là giữa hồ hay là ngay gốc đó, các bạn xem mình để ở vị trí nào được, giữa hồ hay là ngay gốc ha. Rồi các bạn có thể là comment lên, comment lên hợp lý thì mình sẽ làm theo nha. Thì thấy trồng như vậy thấy cũng đẹp lắm luôn, rất là đã, nước rất là trong nè, cặn quá trời luôn nè mà nước vẫn rất là trong, ốc đẻ thì rất là nhiều. Cái này xúc ra nè, ngon lành, xúc ra nè các bạn,
nó sống nha, xúc ra để mình để nó ở đây, để nó ở đây một hai ngày sau cái mình lấy nó, mình ghim vô ngay chỗ cái lỗ sỉ than á. Sử dụng sỉ than là vì sao? Tại vì nó có cái, nó có mấy cái lỗ này nè, nó có mấy cái lỗ này nè các bạn, nó có mấy cái lỗ này nè, thằng ghim vô đó. Rồi sẵn tận dụng thời cơ hội này thì các bạn mời các bạn ngắm cái đàn cá full gold của mình nha.